Đây là cái phần đầu tiên, ta sẽ đưa gần lại cái phần mềm camera nha, Google Dịch nha. Thì ở đây ta sẽ thấy là nút Power Supply nha, đây là nút tắt mở nguồn nè, nút là Max Main Volume nè, đây là nút Music nè, đây là Volume chính nha, đây là nút Music nè, và tiếp theo đây là ba lăng nha, Music Tone. Thì ở đây nó sẽ có chức năng là chỉnh bass nè, chỉnh chép nè. Rồi tiếp nữa cái hàng trên ở phía bên tay phải đây, Echo Mix nha. Rồi tiếp đây là Mix 1, Mix 2, Mix 3 nha. Anh em chỉ việc điều chỉnh cái camera của chúng ta xa gần thì nó sẽ tự động hội tụ và nó sẽ nhận diện được những cái tiếng Nhật và chuyển sang tiếng Anh nha. Ở đây là delay nè, repeat nè, đây ở đây là echo tổng nha anh em. Đây ta sẽ thấy là delay nè, repeat nha, và đây là của microphone chỉnh tone nha, microphone chỉnh tone bass nè, microphone tone chép nè, hiển thị rất là rõ ràng nha anh em. Rồi ở đây là mic 1, mic 2, mic 3 nha, ở phía dưới này. Rồi đây là một cái công cụ rất là dễ dàng để ta chuyển đổi ngôn ngữ nha. Rồi và ta có thể sử dụng rất là dễ nha. Đây là nút tắt mở nguồn nè, nút là nút volume tổng nè, nút volume của music nè, nút ba lăng nè, chỉnh bass chép của music nè, echo nè, volume của mic 1, mic 2, mic 3. Đây là phần giai điệu nha, giai điệu tăng mạnh, tăng nhẹ, nhanh chậm nha. Và đây là nút delay, repeat, nút chỉnh cho bass và nút chỉnh cho chép của Miro nha.